Tuấn chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ lên tổng hợp bãi nha em nha. Đấy quý anh chị, đó, đây là một con Mitsubishi Triton mới về nè, con 2019, số tự động nha. Đấy, con này đang đi spa, em đang cho đi làm bảo hiểm, nó có mớp mấy chỗ. Rồi trước mặt quý anh chị đây là mẫu Ford Ranger Wildtrak 2015 3.2 2 cầu. Con này em đang bán giảm giá, giảm sâu cho anh chị luôn, bán lỗ. Con này nói luôn nha, bán lỗ, anh chị chấp nhận lỗ nha. Lỗ con này em lỗ từ 80 tới 100 triệu á. Do đợt mua là cao. Em bán qua Ford Ranger Wildtrak 2015, xe 2 cầu bản nhập Thái Lan. Xe độ rất là nhiều đồ chơi. Em bán cho quý anh chị là 575 triệu nha quý anh chị. 575 triệu đồng cho mẫu Ford Ranger Wildtrak 2015 nha. Mang biển số 79 con em luôn nha quý anh chị. Đó. Xe thì full đồ chơi rồi nha quý anh chị. Xe rất là đẹp luôn. Còn kế bên hông đây là mẫu Innova, con này là 2012 nha. 2012 số sàn màu cát vàng. Bên em đi chơi đi sơ sơ nha. Anh chị em nào mà còn xem mẫu nào trực tiếp á thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0904804567 nha. Em sẽ gửi hình full chi tiết cho quý anh chị nha. Cứ cần mẫu nào thì cứ alo cho em nha. Đó. Thì kèm theo đó anh chị nào mà xem được video của em á thì cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh nha. Em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Đấy, con này là 2012 bản E gia đình. Màu cát vàng. Em đang bán cho quý anh chị là 325 triệu nha quý anh chị. 2012 nha. Đấy, con này thì 2017 anh trai anh cọc rồi. Em do em bỏ trong nhà cho nó đỡ bụi cái thứ nhất, thứ hai để nó xuống sơn nha. Cái màu trắng nó rất là nhạy cảm nha quý anh chị. Nên anh chị nào mua xe màu trắng bên em á thì chịu khó đi xe giữ một tí để cho nó khỏi, thứ nhất là khỏi bám bụi, thứ hai là khỏi đổ vàng nha quý anh chị. Nhưng mà nhìn con xe nè, em cũng thật sự xe bãi sâu rất là rộng luôn. Nhưng mà em vẫn chừa nó một chỗ nó để trong này để cho nó bảo quản cái xe nó hoàn chỉnh tới ngày mà giao cho anh em nha quý anh chị. Đó, giao cho anh em một con xe hoàn chỉnh nha. Đấy, con này thì mấy bữa cũng là ông anh em kêu thay xin anh gương nè. Đó, ông anh một chủ xe mà coi được video thì cứ an tâm về chất lượng xe mà khi giao nha. Đó, thay cái đèn xi nhan này luôn nè. Đó. Rồi, đây là mẫu Honda Civic 2017 Turbo nhập Thái nha quý anh chị. Xe này thì em bán ra em bao chế thẳng cho quý anh chị, cho anh chị mình yên tâm về chất lượng bên xe bên em nha. Đó, Civic Turbo một chủ từ đầu mang biển 60A69672. Em bán cho quý anh chị là 540 triệu nha. 540 triệu bao rút hồ sơ gốc cho quý anh chị nha. Xe một chủ nguyên zin. Đó. Xe được lên màn hình, đó, rồi mấy cái bệ bước đồ chơi kìa. Civic Turbo 2017. Xe đẹp căng, bao chế thẳng cho quý anh chị nha. Để anh chị mình cứ yên tâm về xe nha. Đấy. 540 triệu nha quý anh chị. 540 triệu bao rút hồ sơ gốc cho quý anh chị nha. Rồi sát bên là mẫu Kia Rondo, con này là 2016 số tự động nha. Xe màu cà phơi sữa. Xin lỗi quý anh chị nha. Màu lem màu đỏ mọng. Đó, màu đỏ mọng nha. Xe thì đẹp căng, số tự động nha. Con này em bán là Kia Rondo này em bán 425 triệu đồng nha quý anh chị. 425 triệu đồng cho mẫu Kia Rondo số tự động 2016. Đấy, con này là bản tiêu chuẩn, nó không có cửa nóc nha quý anh chị. Em nói luôn. Đó. Thì anh chị này muốn xem xe và chạy thử á, thì alo ngay cho em Tuấn nha. Theo số điện thoại là 0904804567 nha. Đó, một số điện thoại duy nhất xài số Zalo. À. Tất cả các xe bên em quay lên đều có giảm giá từ 5 tới 10 triệu cho một con xe khi anh chị em mình xem xe trực tiếp nha. Xem xe anh chị mình ưng cứ lại xem xe trực tiếp thì sẽ có giá bớt, có giá giảm. Em không thương lượng giá qua điện thoại nha quý anh chị. Đã không thương lượng giá qua điện thoại nha. Em nói luôn. Đó, bớt 5 từ 10 triệu là mấy con xe mà ví dụ như mấy con xe cao tiền nha. Cái con đây rẻ quá. Con đây Changan Hono này 2015 nè. Con này em bán với giá là 165 triệu nha quý anh chị. Thôi, giảm luôn. 155 triệu nha quý anh chị. 155 triệu luôn, giảm sâu cho quý anh chị luôn. Một con xe máy xăng số sàn, anh chị em này mua về chở đồ hoặc là chạy kinh doanh dịch vụ vẫn được nha. Đời cao nha quý anh chị, màu bạc, mang biển số 43 Đà Nẵng, bán xe ra bao đâm đụng ngập nước cho quý anh chị nha. À, tất cả các xe bên em bán ra đều bao ngập nước cho quý anh chị nha. Chứ không phải là thấy xe biển 43 rồi kêu ngập nước, không phải nha quý anh chị. Em bỏ đồng tiền ra thì em cũng đã chết test rồi hết rồi nha. Nên anh chị mình cứ yên tâm nha. Đó. À. Đây là mẫu Innova 2013, con này là số sàn. Số sàn đang bán là hồi nãy em lộn giá rồi quý anh chị. Cái con đằng trước đây là 2013 nè. Con màu bằng cát là 2013. 340 triệu.
338 triệu. Còn đây là 2012 nè. Em nhầm nha quý anh chị, xin lỗi anh chị nha. Con này là 2012 màu bạc nè. 22E nè, 328 triệu bao rút hồ sơ gốc đủ anh chị nha. Đôi khi xe nhiều quá cũng lộn nha quý anh chị. Trứng vịt lộn còn lộn mà nói chuyện người nha quý anh chị. Xe này có màn hình đồ hết rồi nè. Màn hình cam hành trình hết rồi nè. Con này em đang bán với giá là 328 triệu nha, bao rút hồ sơ gốc, có giá trên là có thương lượng có bớt cho anh chị khi lại xem xe và chạy thử nha quý anh chị. Đó, cứ lại xem xe và chạy thử mình ưng cái xe rồi mình trả giá nha. Nhiều khi mình trả giá rồi cọc rồi quăng em cái cọc rồi nhiều khi lên xe là không thành, không như ý muốn, anh chị mình mất vui, trong khi đó bên em lại mất vía cái xe nữa nha quý anh chị. Cứ lên xe thoải mái không cần cọc đâu. Đó, cứ lời nói em hứa ngày nào lên coi xe đó em sẽ giữ xe cho quý anh chị nha, cũng không cần cọc kiếc rồi đâu nha. Hôm nay là mẫu Innova 2016, con này là bản E chuẩn gia đình, một chủ từ đầu, mang biển số 83 nè, 05405, xe biển số cũng rất là dễ nhìn luôn. À, con này em bán với giá là, để em coi, anh em bữa bán 495 triệu, bữa nay sẽ giảm giá cho anh chị, 485 triệu nè quý anh chị. Innova 2016, số sàn, 485 triệu nha, màu bạc, một chủ từ đầu không lỗi nhỏ. Máy móc thì nguyên zin, không taxi, không dịch vụ nha quý anh chị. Em nói luôn, xe nào có taxi, có dịch vụ thì em nói dịch vụ cho nó dễ anh em mình từ đầu nha. À, 83A 0500 05405, 485 triệu nha, giá trên là bớt lọc lá thôi. Em giảm trực tiếp trên video này, giảm 10 triệu nha. Giảm trực tiếp cho anh chị em 10 triệu luôn. À, rồi, tiếp theo đây là mẫu con này trước đi. Con này 2018 nè. À, 2018 nè, biển số 51 nè, màu bạc. Con này cũng chuẩn gia đình, không lỗi nhỏ, không dịch vụ luôn nha. Mấy bữa trước em quay con này là 535 triệu, hôm nay em giảm giá trực tiếp trên video luôn, 525 triệu nè quý anh chị, 525 triệu đồng nha. Giảm giá trực tiếp một trên video này, mỗi con xe 10 triệu luôn cho anh chị mình nó dễ. À, mọi thắc mắc anh chị cứ liên lạc qua Zalo em, hoặc là số điện thoại là 0904804567 nha. Đấy, cánh thì may sẵn hết rồi nè, xe về bảo trì bảo dưỡng cho anh chị em mình sẵn sàng hết rồi nha. Đó, mọi thắc mắc anh chị mình cứ liên lạc nha. Xem xe tại Dĩ An Bình Dương nha quý anh chị, Dĩ An Bình Dương ngã ba cây điệp nha quý anh chị. Đó, xe nào mà hết đăng kiểm thì em sẽ tặng đăng kiểm mới cho quý anh chị nha. Con này hình như cũng giảm luôn nè, mấy bữa trước em quay 525, bữa nay em giảm giá trực tiếp 10 triệu nha. Con này là màu đồng ánh kim, 2017, 515 triệu, giảm giá trực tiếp trên video mỗi con 10 triệu luôn. Đó, cho quý anh chị mình có xe mà đi nha, mỗi con xe bớt thẳng 10 triệu cho anh chị mình dễ. Con này được bộ ghế nỉ nè, bộ ghế nỉ cánh nỉ rất là đẹp luôn. Con này chạy chuẩn odo 56.000. Còn quý anh chị nào mà xe nào mà chuẩn odo thì em nói chuẩn, còn mấy con xe mà nhiều khi em